Thank you.
nó đe dọa sinh học và gây một cái lệnh mà con người phải gánh chịu đấy bác ạ. Tôi bác lúc này thì hiện nay con người chúng ta quá phụ thuộc vào đồ dùng như là dùng một lần, không thu gom đúng nơi quy định, vì xả ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, việc thả rông gia súc gia cầm để động vật nuôi phóng huế của bãi sông công cộng, đó cũng là một trong nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đấy bác ạ. Ôi giời, tiện thì chúng tôi biết rồi, chẳng sao cả. Chị thương ơi, tôi nói cho chị không biết nhá. Tôi nghĩ là cán bộ và chủ thôn nó luôn đấy, không phải đi mời cán bộ thú y để chữa cho con lợn đâu đi. Bác sĩ bảo đi mua cho tôi phẩm à? Ôi,
xóa bỏ